tuyển Việt Nam về nước. Sau trận thắng đậm là ngày ra quân vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam trở về nước vào tối ngày 22 tháng 12 để chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia. Chuyến bay VN920i chở tuyển Việt Nam về đến sân bay Nội Bài khoảng 21 giờ 20 phút tối ngày 22 tháng 12. Đây là chuyến bay thương mại, nên bay cùng các thành viên đội tuyển còn có cả những hành khách Việt Nam và quốc tế khác. Sau khi hạ cánh, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mất một lúc lâu làm thủ tục mới có thể rời khỏi sảnh và ra bờ. Ra đến của sân bay lúc này khá vắng vẻ, không có nhiều người hâm mộ và các phóng viên xuất hiện để chào đón tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam lên xe về khách sạn khoảng 22 giờ. Đội sẽ trở lại tập luyện từ ngày 23 tháng 12 để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở lượt trận tới tại bảng B AFF Cup 2022. Vấn đề được quan tâm nhất đội lúc này là tình hình sức khỏe của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy. Theo tìm hiểu, cả hai cầu thủ chỉ bị đau nhẹ mà không gặp chấn thương nghiêm trọng. Ban huấn luyện đội tuyển cùng các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hồi phục của hai cầu thủ này để quyết định sử dụng hay cho nghỉ ở trận tới. Sau trận thắng đậm là 6-0 trên sân khách hôm ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B, xếp sau là Malaysia. Đội thắng chật vật Myanmar 1-0 ở lượt đầu. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 trên sân Mỹ Đình.